Rồi sáng hôm nay gia đình đãi tiệc. Tiệc gia đình khoảng 18 20 bàn. Ngày mới sáng người ta tới set up bàn ghế rồi sẵn, mướn nấu ăn hết. Lâu lắm rồi gia đình mới về đông đủ vậy. Thực đơn ngày hôm nay súp cua, tôm hấp chân, dây, cà quay, xôi, chẽm, lẩu cá. Quay phim nha, quay phim nha. Vô đi, một hai ba vô đi. Đỏ của từ thì xuống đó. Nè, chị Sáu đây nè. Trời ơi, chứ giờ nãy thiếu chị Sáu không? Các bạn này không có rộng ràng. Chị Sáu vô kìa. Con không uống được rồi.
chị Sáu vô với ông Trung rồi, chút để kêu ông Trung tới bàn này. Rồi kêu ông Trung, để con kêu ông Trung tới. Bên đây không vô, vô ké bỏ ké. Ê, trong bên trong. Trong, là đây vô mấy vậy cái nè, mấy vậy muốn vô 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 cái coi. Rồi cảm ơn mấy gì hết ha. Cái này nó lạ, cái hôm nay vui quá. Đủ rồi đó. Dạ đâu? Dạ. Rồi đây bếp, bếp như thế này. Wow, quá đã luôn. Khổng lồ, sao khổng lồ. Đó, bếp như thế này. Dạ đúng rồi. Mắc lắm. Không mua nổi luôn nha. Mình chưa làm cả. Mời tao mới qua cụng luôn chứ. Anh nói cái con nhỏ trước của đây. Rồi kính cho nó. Ra cho chị. Ai hả? Cho mình đi xe uống rồi. Cài đó được, hay không rồi? Cho lòng đi. Kéo
chiếu bán hồng chung lớp vô chiếu đó đó là chú ngồi đi ông ơi là biết tôi như vậy nhớ tôi như vậy hả biết đó về trong nhà trong về về kêu cho anh anh suối mất tới anh suối anh hai nó đi không được á chị ơi chị ơi à, ủa rồi hạnh đứa cho rủ cho anh hai cho lấy ghế ngồi đây nào đây nào đây nè vậy vậy chúc nó ấy bạn rồi sắp cho mẹ rồi ngồi luôn có bao nhiêu người được 6 7 em chú ngồi chung luôn đi không biết là lỡ các bạn đó rồi hả chưa không khác khác các màu mình để ý rồi khác màu còn một kiểu mà nói nhiều chứ được sao ai vậy sao ai được không chắc cái gì đâu cái gì á đậu cá bông sữa hả cầm hai ly phải không? Không phải. Để tôi rót cho để. Mình mời người ta rót mày. Ly mới cái sập bê. Nhưng mà tôi cầm hai ly à. Hai ly. Cái này là có chơi nữa đó. Làm kỷ niệm cái bụng chị nó người đó rồi. Nóng trên đây chị bụng chị nó dán tay nó hơn đẹp lắm. Cùng ơi. Ok. Đây là mình mà. Ủa?
quay phim mới xem mau biết mà ai đố ai biết quay phim. Hello, cầm ly lên, cầm ly nước, cầm ly nước vô cái kẹt xe dữ lắm hả? Trời ơi, quá. Rồi vô thôi, mời cả nhà. Còn nút chai luôn. Rồi quay. Mình ngồi xuống ở đây. Đúng chị Trang, ăn được không? Ngại quá phải không? Quay ăn không được phải không? Vậy thì đứng cái hoài luôn à. Rồi vô cái đi. Vô. Hai ngày về miền Tây mệt ha. Thấy không? Đói bụng luôn hả? Ngồi bạn luôn ha. Cho lên người ta nói này nè, cho lên người ta nói nào, bốn chén nó đồ bốn chén mới. Nếu mà con mà lại sợ quá là mặc cái áo. Thank you.